Sức mạnh của người mẹ đơn thân. Phụ nữ lấy chồng cũng giống như đánh bạc. Xinh đẹp giỏi giang cũng không bằng may mắn. Có người cùng lúc có tới chục anh theo đuổi. Chọn đi chọn lại một người và tiến tới hôn nhân. Cứ ngỡ rằng họ sẽ có một gia đình hạnh phúc viên mãn, đáng mơ ước. Nhưng không bao lâu sau, họ đã trở thành người mẹ đơn thân. Là phụ nữ sinh ra đã chịu nhiều thiệt thòi, nhưng làm mẹ đơn thân lại càng đắng cay hơn. Ngoài gánh nặng về kinh tế, họ còn phải chịu đựng áp lực về điều tiếng từ xã hội. Nhưng vẫn có những bà mẹ đơn thân họ đã vượt qua tất cả, trở nên thành công và có vị thế trong xã hội như Hiền Thục, Thanh Trúc, Xuân Lan, bởi trong họ có sức mạnh đặc biệt. Phụ nữ sau khi kết hôn thì họ phải rời xa gia đình, rời xa vòng tay của ba mẹ để trở thành vợ, trở thành con dâu của nhà người ta. Nhưng không phải ai cũng gặp may mắn để chọn được đúng chồng. Đừng tin vào lời hẹn thề khi yêu. Người ta từng nói, hứa thật nhiều, thất hứa thì cũng thật nhiều. Bởi có một điều chắc chắn là trên đời này không có điều gì là chắc chắn cả. Khi yêu thì bạn nghe muôn vàn câu hứa, vì lúc ấy là bạn đẹp, bạn hoàn hảo trong mắt của đàn ông. Nhưng sự thật thì sau khi kết hôn thì cuộc đời bạn đã bước sang một chương khác. Cuộc sống hôn nhân và thời gian đầu khi yêu là hai giai đoạn khác nhau hoàn toàn. Nếu tình yêu tồn tại mãi thì đã không có những cái cuộc hôn nhân đổ vỡ. Những bà mẹ đơn thân và những đứa trẻ thiếu đi tình yêu thương của bố. Có vô vàn lý do để phụ nữ lựa chọn làm mẹ đơn thân. Nhưng có một sự thật là bản chất muôn đời của phụ nữ không bao giờ được mạnh mẽ như đàn ông. Và chỉ khi trải qua được bao nhiêu ấm ức, đau khổ tới mức không thể cam chịu được nữa, họ mới quyết định ở một mình nuôi con. Lúc đấy cũng là lúc phụ nữ trở nên mạnh mẽ, kiên cường nhất. Họ gánh trên vai trách nhiệm vừa làm cha vừa làm mẹ. Mọi việc từ cuộc sống thường ngày tới lúc con đau ốm, cũng mình họ thức trắng đêm nấc nghẹn cùng con. Rồi bao nhiêu lần con hỏi về ba là bấy nhiêu lần mẹ nén nước mắt vào trong để con không nhìn thấy mẹ buồn. Bao nhiêu lần con đứng trước cổng trường, con nhìn theo những đứa trẻ có ba, có mẹ bên cạnh là bấy nhiêu lần tim mẹ quặn thắt. Rồi một ngày trong ngăn bàn mẹ thấy tờ giấy A4, vẽ ước mơ về mái nhà có đầy đủ ba mẹ và con. Mẹ biết là con đang khao khát có một gia đình hạnh phúc, điều đó làm cho mẹ đau đớn lòng. Nhưng mẹ không thể làm gì khác ngoài vỏ bọc mạnh mẽ, cứng cỏi để bảo vệ và chăm lo cho con. Bởi con là nguồn sống của mẹ, là nguồn sức mạnh lớn nhất của mẹ. Là mẹ đơn thân chỉ là một quá trình sụp đổ, đánh đổi, đứng dậy và vững vàng hạnh phúc. Sức mạnh của người phụ nữ đơn thân chính là con, vì họ cảm thấy mình có động lực, hạnh phúc khi mỗi ngày trôi qua đều có con mình ở bên cạnh.